Xin chào quý vị và các bạn. Để mở đầu bản tin, Xe Hay sẽ điểm qua những thông tin hot nhất về thị trường xe trong nước. Có thể nói chưa bao giờ mà nhiều mẫu xe gầm cao lại được giảm giá đồng loạt đến như vậy. Và theo như đánh giá của Xe Hay thì ngày hội giảm giá này gần như là cơ hội vàng để khách hàng có thể sở hữu được những mẫu xe gầm cao mong muốn với nhiều lợi ích nhất về mặt kinh tế thay vì là mùa mua sắm cuối năm. Mức ưu đãi lên tới 100 triệu đồng đang được nhà phân phối Thaco triển khai về mẫu xe Kia Sorento. Với động thái này thì mẫu SUV Hàn Quốc hy vọng sẽ gây áp lực trở lại lên đối thủ đồng hương là Hyundai Santa Fe, vốn đang làm mưa làm gió trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ kể từ khi nó được cập nhật phiên bản facelift mới vào hồi tháng 5 vừa qua bởi liên doanh Hyundai thành công. Bên cạnh những ưu đãi giảm giá và kèm theo cả quà tặng thì Kia Sorento còn được bổ sung thêm các tính năng nhỏ bao gồm cảm biến áp suất lốp, nội thất bọc da màu đen và bệ bước chân. Tiếp theo thì mức giảm sát ván hơn nữa lên tới 110 triệu đồng thuộc về đại diện đến từ nước Mỹ là Ford Everest khi kết hợp cả ưu đãi của hệ thống đại lý lẫn chương trình giảm giá chính hãng. Mẫu SUV này đang ghi nhận sự sụt giảm doanh số nghiêm trọng trong tháng vừa qua và đang hy vọng là sẽ sớm vươn lên trong tháng tiếp theo này. Cùng với đó thì mức giảm giá ấn tượng nhất phải kể đến bộ đôi Nhật Bản là Mitsubishi Pajero Sport và Mazda CX-8 với biên độ chênh lệch thực tế khi mua xe lên tới 120 triệu so với mức giá niêm yết. Và đây cũng là điều dễ hiểu khi mà Pajero Sport và CX-8 là hai mẫu xe bán kém nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ vào tháng vừa qua. Và phần tiếp theo thì Xe Hay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn thông tin mới nhất về mẫu xe sedan hạng C đầu bảng Kia Cerato. Theo như nhiều thông tin gần đây thì có lẽ là nhà phân phối Thaco sẽ tiếp tục đổi tên mẫu xe này là Kia K3, cái tên quen thuộc đã từng được chính mẫu sedan Hàn Quốc sử dụng tại Việt Nam. Căn cứ vào đoạn clip mà trang fanpage Kia Việt Nam vừa đăng tải cách đây chưa lâu thì trang bị đèn pha LED đi kèm với đèn hậu LED chắc chắn sẽ hiện diện trên phiên bản Kia cao cấp mới. Đi kèm với đó sẽ là logo nhận diện thế hệ mới của hãng, đồng bộ với các mẫu xe mới nhất như là Sorento hay Seltos và sắp tới thì rất có thể sẽ là cả Kia Carnival nữa. Xe nhiều khả năng sẽ được bán ra với 4 phiên bản trang bị khác nhau với tùy chọn động cơ 1.6 lít hoặc 2.0 lít đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động cũng là loại 6 cấp. Mâm xe kích cỡ 17 inch sẽ là trang bị tiêu chuẩn cho cả 4 phiên bản này. Trong khi đó thì ở phần nội thất, xe lại được nâng cấp khá đáng kể với màn hình giải trí lên tới 10,25 inch cho hai phiên bản số tự động cao cấp, còn các phiên bản còn lại sẽ sử dụng màn hình chỉ có kích cỡ 8 inch. Tính năng đề nổ từ xa cũng sẽ được trang bị cho 3 phiên bản số tự động. Bên cạnh đó thì các tính năng nhớ vị trí ghế lái kèm theo cả sưởi, thông gió, ghế sẽ chỉ có mặt trên hai phiên bản cao cấp nhất. Các trang bị tiêu chuẩn khác cho xe có thể kể tới như là cảm biến áp suất lốp, hệ thống cân bằng điện tử và camera lùi. Và với chừng đó thay đổi thì dự kiến là giá bán lẻ của Kia K3 thế hệ mới cũng sẽ tăng nhẹ so với hiện tại. Trong khi đó thì với chương trình giảm giá xả kho hàng cũ để có thể chờ đón thế hệ mới thì những chiếc Kia Cerato cuối cùng đang có giá chỉ từ dưới 600 triệu đồng, tức là đã chạm ngưỡng ngang với các mẫu sedan hạng B khác như là Toyota Vios hay là Honda City. Tiếp theo, Xe Hay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer phiên bản cập nhật 2021 đã vừa cập cảng và sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam. Theo nhiều nguồn thông tin thì ở lần nâng cấp này, Ford có lẽ sẽ chỉ đem về Việt Nam duy nhất một phiên bản với giá bán lên tới 4 tỷ đồng đi kèm nhiều trang bị cao cấp thay cho phiên bản hiện tại với mức giá rẻ hơn gần một nửa, chỉ từ 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh diện mạo mới với phần lưới tản nhiệt thay đổi hiện đại hơn, bộ đèn chiếu sáng chính full LED ấn tượng đi kèm dàn chân lên tới 21 inch siêu to thì chi tiết gây tranh cãi nhất lại nằm ở bên trong xe. Đó chính là khối màn hình thông tin giải trí ngoại cỡ lên tới 10,1 inch được đặt dọc ở chính giữa bảng tablo. Theo nhiều người đánh giá thì thiết kế này vô cùng mất cân đối và phá vỡ hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế cao cấp đẹp mắt bên trong khoang nội thất của Ford Explorer thế hệ mới. Tuy nhiên thì phản bác lại ý kiến này thì lại có một luồng ý kiến trái ngược khác giải thích rằng khi di chuyển xe ở tốc độ cao thì màn hình đặt dọc sẽ đem lại nhiều thông tin về tình hình giao thông ở phía trước hơn là màn hình đặt ngang vốn thiên về các thông tin bản đồ ở dọc hai bên xe hơn. Bên cạnh đó thì xe cũng được trang bị màn hình kỹ thuật số lên tới 12,3 inch phía sau tay lái, hệ thống thông tin giải trí Sync 3 kết hợp ở phía trong màn hình 8 inch tương thích với Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh B&O hàng hiệu bao gồm 14 loa công suất lên tới 980W,
và xe cũng đã chuyển sang sử dụng kiểu xăng số bằng núm xoay hiện đại. Về trang bị thì Ford Explorer 2021 phiên bản Platinum mang thiên hướng sang trọng với hàng loạt các trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha thích ứng, gương gập tự động và có tự động chống chói. Toàn bộ nội thất đều được bọc da cao cấp và đắt tiền, hệ thống phanh đều được nâng cấp, mở cốp rảnh tay, bộ an toàn Co-Pilot 360 Plus, hệ thống cam 360 hỗ trợ đỗ xe, cần gạt nước tự động với thiết bị khử nhiễu, ghế hành khách chỉnh điện 10 hướng, ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có sửa điện, radio HD, sạc điện thoại không dây. Tiếp theo, về chuyển động thì Ford Explorer Platinum 2021 sẽ sở hữu khối động cơ V6 3.0 lít EcoBoost tăng áp kép với tổng công suất đầu ra lên tới 365 mã lực và mô men xoắn cực đại có thể lên tới mức 514 Nm, thay cho khối động cơ i4 2.3 tăng áp của bản Limited chính hãng hiện tại. Đi kèm với đó sẽ là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp. Và trước khi khép lại bản tin, xe hai sẽ cùng đưa quý vị và các bạn đến với thị trường Mỹ, nơi mà phiên bản mới 2022 của mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra vừa được ra mắt. Và đây được coi là một mảng lột xác vô cùng ấn tượng, vẫn duy trì thiết kế vuông vức hầm hố đi kèm kích thước bề thế siêu khủng. Những phần đầu xe của Tundra thế hệ mới giờ đây đã trở nên lì lợm và dễ dàng hơn rất nhiều. Diện tích lưới tản nhiệt đã được nới ra hết cỡ đến mức nếu nhìn vào mặt ca lăng của Tundra 2022 mới thì bạn sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi rằng những lỗ mũi quả thận ngoại cỡ trên BMW X7 ở thế hệ mới nhất hiện tại thì thực ra vẫn còn khá nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương. Thay vì logo hình oval, dòng chữ Toyota được khắc nổi cực kỳ đậm đà ở chính giữa ở mũi xe, kết hợp với các đường gân tổ ong sơn đen mờ, hầm hố và đi kèm với đó là một bộ đèn chiếu sáng cũng với kích thước không hề kém cạnh. Các hốc bánh xe ở hai bên sườn cũng được làm vuông vức, rất bắt mắt và hiện đại. Bộ đèn hậu của xe cũng được thiết kế hình chữ C đẹp mắt. Thùng xe được cấu thành từ vật liệu nhôm nhẹ hơn tới 20% và cũng như là chống rỉ sét tốt hơn vật liệu sàn thép truyền thống. Bên trong xe thì khác hẳn với những mẫu Toyota hiện tại, Tundra 2022 tại Mỹ sở hữu một khoang cabin bầu trời công nghệ hiện đại. Đầu tiên là vô lăng 4 chấu vô cùng bắt mắt với hàng loạt các nút bấm chức năng tràn ngập ở hai bên cánh. Ở phía sau tay lái là màn hình 12,3 inch trên phiên bản cao cấp hoặc màn hình thông tin 4,1 inch đi kèm cụm đồng hồ analog ở trên phiên bản thấp cấp hơn. Và tọa lạc ở vị trí chính giữa bảng táp lô sẽ là màn hình thông tin giải trí có kích thước dao động từ 8 tới 14 inch tùy từng phiên bản. Và màn hình này sẽ tương thích với Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn đi kèm với cả trợ lý ảo thông minh. Về chuyển động thì Toyota Tundra 2022 sẽ được cung cấp 2 tỷ trọng động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng cấu hình V6 tăng áp kép dung tích 3.5 lít có thể sản sinh công suất tối đa 389 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 649 Nm. Tùy chọn thứ hai sẽ là hệ thống chuyển động hybrid hoàn toàn mới được gọi là iFork Max có công suất 437 mã lực và mô men xoắn lên tới 790 Nm. Cả hai sẽ đều được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thông minh có tích hợp chế độ sang số tuần tự mang logic chuyển số khi xe lên xuống dốc và chế độ kéo tow hoặc là hầu. Về tính năng an toàn thì Tundra 2022 tất nhiên sẽ được trang bị gói hỗ trợ lái xe Toyota Safety Sense 2.5 bao gồm hệ thống phát hiện trước va chạm với người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình radar cũng như hỗ trợ lái khẩn cấp, báo trạch làn đường, hỗ trợ theo dõi làn đường, đèn chiếu pha công suất cao tự động, hỗ trợ biển báo giao thông, vân vân.